Hello mọi người, mình mới về một cái mẫu crocs dành cho nữ rất là đẹp. Vậy búp bê ha, búp bê thì chỉ cần xỏ vô mang thôi, nó nhẹ hiều à. Và đặc biệt nó có mấy cái đường vân ở trong đây nè, để nó massage cái chân mình á. Nếu mà mình đi bộ nhiều á thì mình sẽ cảm thấy là nó dễ chịu, nó đã. Có mấy cái đường vân này đó, rất là dễ chịu khi mà mình đi bộ nhiều. Nó là nguyên một cái khối luôn, cho nên là nó rất là bền ha. Ai mà đã xài Crocs rồi sẽ biết, Crocs sạn chính hãng nha, chứ không phải là mấy cái Crocs mà mua trên mấy cái sàn thương mại điện tử đâu. Nó hai chất lượng nó khác nhau nhiều lắm. Các anh chị cứ tới shop, các anh chị trực tiếp cầm nắm kiểm tra, mang thử thoải mái luôn. Nói chung là tới đây mang thử thì mới thấy được cái chất lượng của sản phẩm bên mình bán ha. Hàng chính hãng nó khác xa mấy cái hàng trên mạng lắm. Đó. Bên mình thì không có bán online trên mấy cái sàn đâu, chỉ bán trực tiếp offline thôi. Cho nên các anh chị đặt online là chắc là sẽ không có sản phẩm mình bán đâu. Ở đây có mình có một cái bạn mẫu mang thử cho anh trên chị coi nè, em quay chân của em. Đó. Nó có ba màu nha. Nó có màu đen, màu xanh với màu whisky á, rất là đẹp. Thì cũng khoảng vài chục đô vậy, không có nhiều, nói chung là 20-30 đô vậy. Nó nằm bên đây nè, đó, chỉ có nhiêu đây thôi.